Thưa quý vị, chương trình lại tiếp tục nhận được một câu hỏi của bạn tên là Phan Nhật Quang, bạn 28 tuổi. Bạn nói là bạn đi siêu âm tim ở bệnh viện thì kết luận là bị hở van 3 lá 3/4, thỉnh thoảng là bị đau ngực và khó thở. Là không biết là bệnh tim mạch, bạn không biết là bạn có bị bệnh tim mạch nào khác ngoài cái chuyện chẩn đoán này hay không? Và không biết là bạn có phải mổ hay không? Dạ, xin nhờ bác sĩ trả lời ạ. Dạ, thì chúng ta có thể nói như thế này. Bạn bị mình hở van ba lá là một cái cũng khá là may mắn, tại vì cái van ba lá và cái van đập phổi là hai cái van nằm bên tim phải, nó đóng vai trò và có hoạt động của tim ít hơn so với những cái van bên trái như van hai lá và van động mạch chủ. Nếu trường hợp bạn bị hở van hai lá hoặc van động mạch chủ 3/4 thì nhiều khả năng là có thể tiến triển đến tình trạng bệnh nặng và phải mổ. Trong khi nếu bạn chỉ hở van ba lá 3/4 thì thứ nhất là ít ảnh hưởng đến chức năng tim, bạn có thể sinh hoạt gần như bình thường. Một số người thì có thể cảm thấy mệt mỏi khi gắng sức, có thể phù chân nhẹ. Và những cái bệnh hở van ba lá 3/4 thì có phần lớn hầu hết là có thể điều trị bằng thuốc. Chỉ một số trường hợp rất hiếm, bệnh nhân hở van ba lá quá nặng gây giãn các buồng tim và đưa đến cái tình trạng suy tim phải nặng thì phải cần được phẫu thuật. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014. Số điện thoại 0243 775 9865, 0283 977 8085.